Hello, xin chào các đồng chí, anh em thân mến của Lợi Minh, Việt Nam đẹp không? Cuộc sống người ta rất là tấp nập không? Đây, tàu bè, ta làm ăn mua bán, đây, tấp nập, nhộn nhịp. Chứ đâu có phải giống như mấy cái tên mà bao que xỏ lá, mấy cái thành phần chống cộng cực đoan tối ngày nó chui lên mạng nó khóc. Nó lên mạng nó khóc ầm ĩ luôn, nó nói là cộng sản ác với dân hèn dí dặt. Các bạn thấy không, nói Việt Nam đó tàu bè. Hôm qua thì mình đang ở Mỹ, bữa nay nữa mình ngồi ở Việt Nam á. Mấy cái đám bao que chống cộng cực đoan cai cú là chỗ đó, cộng sản ngon là ngon ở chỗ đó. Cộng sản mà không làm thôi là phải hoành tráng đấy, các bạn thấy không, miền Tây sông nước quê tôi đấy, đẹp chưa, tuyệt vời. Để chạy lên đây cho các bạn coi cuộc sống ở miền Tây, tàu bè mua bán tấp nập, có ai dân nào mà khóc la đâu, có mấy tên đi khóc mướn, mấy cái tên mà đi khóc mướn cho mấy cái đám chống cộng cực đoan ở bên Mỹ, ở hải ngoại ăn được vài trăm đô vài ngàn, ngồi đó đi khóc mướn. Để mình chạy lên đây cho các anh chị các bạn xem, cuộc sống rất là tấp nập. Thấy không? Đó. Thấy không? Cái này là cảng cá. Bạn thấy không? Cá tươi, cá tươi gói. Bây giờ muốn ăn cá là xuống là tàu về đó. Tàu về là cứ bắt cá ăn thôi. Đã không? Vui không? Rất là vui. Chào anh chị em các bạn trên đài nha. Hello Huyền. Thấy vui không? Có ai ăn cá mà Formosa nhiễm độc là mà chết đâu. Vui ghê không? Tấp nập, người người nhà nhà làm ăn buôn bán, người nghèo thì người ta phấn đấu lên, người giàu thì người ta phấn đấu nhiều hơn nữa, và người ta tạo cái công ăn việc làm cho người nghèo là cuộc sống nó xây vậy thôi. Anh đang ở miền Tây Mỹ Tho, Huyền Nguyễn đang ở Mỹ Tho. Vui ha, cá đồ ngon lắm, cá tươi được. Để đây chạy cho coi. Vui lắm. Lấy cần ke lại. Nào. Nào. Đó, thấy không? Coi nè. Sao? Đó. Cá tươi ghê không? Bên đó làm gì mà có được như vậy? Tươi ghê không? Coi nè. Sao? Thấy Việt Nam. À, vui không? Đó, thấy chưa? Việt Nam mà. Nè. Đông ghê không? Mấy thằng chống cộng, mấy thằng bao que tối ngày khóc thôi. Coi nè, coi người ta nè. Đó. Vui ha. Từng mẻ cá và từng mẻ cá. Thấy không? Đó, thấy chưa? Nè. Bao que muốn em nào là thấy không, nhiều em rất là thấy tôi dễ thương lắm, thấy không? Ở Mỹ làm có cửa, thấy không, vui không?
Đó, chưa có đi hết đó nha. Chưa có đi hết đó. Đó. Đó, cho ngồi đó mà khóc đi. Mẹ ship nó bên Mỹ tối ngày nó khóc. Trời ơi, anh chạy ăn gì vậy? Đã đảo lại manh, chống sức lại manh. Bà nội cha nó việc là tục tiểu. Đà đạo lại mình, chọc chất lại mình. Không chẳng ai dân. Ta bán buôn tấp nập ra cái những cái xóm này hồi xưa là nghèo lắm á, hồi xưa mà bây giờ cuộc sống người ta tấp nập buôn bán đổi đời. Hồi xưa cái xóm này gọi là cái xóm nhà lá, các bạn biết đó, ở quê tôi ở đó cái xóm này nghèo một cái khu gọi là nghĩa địa, mà đó là cái khu nghĩa địa đó các bạn. Hồi xưa đây là cái khu nghĩa địa, tối mà đi chiều mà đi về đó sợ thấy mẹ mã mồ không à, mà bây giờ nhà cửa tấp nập mù. Họ lấy đi hết trơn rồi ha. Họ lập lên một cái cảng cá đây, cuộc sống tấp nập lắm. Mấy đứa cháu tôi nó làm ăn cũng dữ dằn lắm, xe hơi nhà lầu là tôi thứ dữ. Hồi xưa mấy chỗ này nè là mồ mả không á, khu nhà nghèo mà bây giờ các bạn thấy cuộc sống người ta mua bán bưng ha. Đó. Thấy không? Đó. Vui không? Không có đâu bằng Việt Nam chứ á. Mấy cái tên mà chống cộng đồ điên kiên khùng khùng đồ. Nè lại coi thằng cháu tôi nó làm ăn nè. Mới về tối. Trời ơi. À, khỏe không con? Khỏe. Không về làm đỡ không con? Cũng đạm đạm chứ. À, chú mấy giường với cha con mới lên á. Chú chạy giường hả? Ờ, chú lên á. Đây, chú chạy vòng. Con ăn kim cái gì hả? Uống gì, uống gì? Con chú uống nước trà rồi con. Cầm đi trà đá vậy ơi. Tại cho mấy người nó coi á. All right.